Để nhà mình có ai cho vay vay ba gì đó, người ta gọi là 3 phân 7 phân gì đó. Ok, về mà thấy mẹ tính cực quá, thôi mẹ đưa con viết một cái phần quản lý cho mẹ. Không sao, sáng nay ông Bình vay nhiêu? 2 triệu đúng không? Thế nào trả? 5 ngày trả. Ok, lãi suất chừng này 7% đúng không? Chứ gì nữa, gọi là vay nóng mà. Thầy chẳng biết đường. Toàn mượn thôi, chưa thấy vay. Ok, bài toán của chúng ta là cái này chúng ta sẽ tùy quy định. Ví dụ như là bên ngân hàng, bên cho vay, người ta yêu cầu các bạn tính thế nào thì các bạn tính theo thế. Và để cho cái bài toán này chúng ta làm đúng hay sai thì các bạn thử làm với một cái bài, và các bạn xuất ra cái chỗ này từng phần để chúng ta biết được. Biết được. Và cái khó nhất là cái dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng. Số tiền còn lại. Còn lại mà chẳng theo yêu cầu thì được, nhưng mà còn lại lẻ theo yêu cầu thì mình lấy phần lẻ. Ví dụ trả gốc là 1 triệu. Quá dễ đúng không? Ông này ông vay 12 triệu trả 12 tháng tháng triệu. Nhưng mà ông vay 11 triệu 500. Trả 12 tháng tháng triệu. Thì tháng cuối cùng nhiêu? 500 tháng triệu thì tháng cuối cùng là 500. Thì cái đó mới là cái chúng ta cần quan tâm. Còn nếu như mặc định cứ vay 12 triệu trả 12 tháng tháng triệu. Ha, rồi ok. Như vậy trong bài toán này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách để chúng ta làm, và chúng ta cho một số cái là cố định. Ví dụ 5% cố định, kỳ hạn 12 tháng cố định, mình có thể nhập số tháng vào. Tổng tiền vay 5% lãi suất tháng đây, kỳ hạn 12 tháng. Như vậy ở trong cái bài số 6. Bài số 6. Bài số 5 giảm tải thì mình vẫn để nha. Không cần xóa. Mình qua bài 6. Bài 6 thì mình sẽ có thứ nhất là số tiền vay. Bây giờ mình nhập 12 triệu đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tí nữa muốn nha, các bạn muốn nhập thêm tổng số tiền vay bạn vay là bao nhiêu thì bạn sẽ làm cái lệnh scan để bạn nhập vào. Còn mình bây giờ mình cứ mặc lệnh vậy đi. Số tháng vay là 12 tháng. Lãi kiểu gì ta? Lót ha. Bởi vì nó là gì? Số thực 0.05 là 5%. Còn gì nữa không? Cái gì cho trước nữa không? Hết rồi đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính số tiền phải trả hàng tháng. Số tiền phải trả hàng tháng. Số tiền thì không thể float được rồi. Như vậy chúng ta sẽ trả nguyên tiền trả hàng tháng. Như vậy thì tiền trả hàng tháng ở đây chúng ta sẽ lấy số tiền vay chia cho số tháng, và nó là kiểu nguyên, nó ép sang kiểu nguyên, tự ép luôn. Số tiền trả hàng tháng. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ khi nào thì mình dừng không trả nữa? Cứ 1 tháng
thì mình lấy tổng tiền trừ cho tiền trả hàng tháng. Mình trừ khi nào mà hết tiền thì thôi. Hết tiền thì thôi. Và thầy nói các bạn rồi, làm có thể sai. Đừng bao giờ nghĩ mình viết cái là xong bài. Đừng nghĩ như vậy. Cho nên mình cứ thử. Và bây giờ thầy cũng không biết thầy đang viết đúng hay sai. Cứ viết thử trước. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ có những cái thông tin mà cần. Thứ nhất là tiền lãi của tháng đó là nhiêu. Tiền trả tháng đó là nhiêu. Tiền còn lại là nhiêu. Và chúng ta kiểm tra tiền còn lại có lớn hơn bằng không hay không. Nếu lớn hơn bằng không, quay lại làm tiếp. Như vậy thầy đang cố tình nói đến cái gì? Vòng lặp. Biết nhiêu tháng mà phong. Mình đang kiểm tra theo gì? Còn tiền thì còn trả. Cho nên thực ra mình cũng chưa biết là nhiêu tháng cả. Mình nhìn rõ ràng là 12 tháng. Nhưng mà thực ra cái mình cần quan tâm là số tiền còn lại. Cho nên mình dùng vòng lặp why hoặc do why. Vậy thì mình nên dùng why hay do why? Do why là làm trước rồi kiểm tra sau. Còn why là kiểm tra trước rồi làm sau. Vậy theo các bạn, why hay do why? Tại sao? À, còn tiền thì mới trả. Chứ hết tiền trả làm chi? Cho nên chỗ này why. Why cái gì? À, số tiền. Số tiền. Số tiền vay mà còn lớn hơn không thì mới trả. Đúng không? Số tiền vay mà còn lớn hơn không thì mới trả. Như vậy chúng ta sẽ có nè. Thứ nhất là tiền trả hàng tháng. Chú ý chỗ này. Hồi nãy thầy nói là chỗ này mình vay 12 triệu. Chứ nếu mà mình vay 11 triệu 500 thì cái tháng cuối cùng á, nó chỉ còn có 500 thôi. Vậy cái tiền còn lại nếu mà lớn hơn bằng tiền trả hàng tháng mà mình tính ra đây thì sao? Thì lấy số tiền trả hàng tháng. Còn nếu mà nó nhỏ hơn thì mình lấy số tiền còn lại. Như vậy thì chỗ này mình sẽ kiểm tra. Mình sẽ kiểm tra nếu số tiền vay mà nhỏ hơn số tiền tiền trả hàng tháng thì tiền trả hàng tháng của mình sẽ bằng số tiền vay. Đó là cái thứ nhất ha. Rồi như vậy bên trong ở chỗ này mình sẽ tính tiền lãi, tiền đồn sao. Bây giờ mình còn số tiền vay này nè, thì mình phải trả gì? Trả lãi cho số này. Rồi lãi lãi suất đi. Lãi suất còn tiền lãi nữa. Mình có tiền lãi nữa. Tiền lãi hàng tháng á, phải trả đó. Như vậy ở đây mình sẽ có tiền lãi sẽ bằng gì? Số tiền vay nhân lãi suất.
đó là tiền lãi, số tiền vay nhân lãi suất. Rồi, trong đề người ta yêu cầu suất gì? Suất thứ nhất, kỳ hạn phải trả gốc, số tiền phải trả là tổng hai cái này, số tiền còn lại. Sau khi mình tính lãi suất xong, mình trả số tiền phải trả rồi, vậy thì số tiền vay của mình nó sẽ trừ bằng số tiền từ bằng tiền trả hàng tháng, bởi vì mình trả rồi, đúng không? Mình trả rồi cho nên mình phải tính lại chứ. Bây giờ mình xuất ra nè, mình xuất ra xuất cái gì? Xuất cái thứ nhất, ở trên này chúng ta sẽ xuất ra thứ nhất là số thứ tự, đúng không? À, kỳ hạn, ok, kỳ hạn xịt t lãi phải trả, lãi phải trả xịt t gốc phải trả. Ai làm gì mà lít chuột dữ vậy? Code đi chứ sao lít chuột vậy? Hả? Số tiền phải trả, số tiền còn lại. À, các bạn lên đây chơi game thì vui lòng ở nhà chơi giúp thầy. Xịt N. Rồi, kỳ hạn thì mình có kỳ hạn 1, 2, 3. Thì mình sẽ khai báo một cái kỳ hạn ở đây. Kỳ hạn bằng 1. Thì sau khi mà nó xuất xong thì nó sẽ tăng kỳ hạn lên. Như vậy chỗ này mình phần trăm D là kỳ hạn xịt T lãi phải trả, phần trăm D xịt T gốc phải trả, phần trăm D xịt T tổng số tiền phải trả, phần trăm D xịt T số tiền còn lại, phần trăm D xịt N. Phải, mình có kỳ hạn cộng cộng. Cộng cộng hay là cộng cộng kỳ hạn? À, kỳ hạn cộng cộng. Nó xuất ra số 1 trước, rồi nó mới tăng. Phải, lãi gốc phải trả. Đây là tiền trả hàng tháng. Lãi gốc phải trả. À, lãi mà. Bảy, tiền lãi đúng không? À, tiền lãi trước, phải. Đây nè, lãi gốc, lãi phải trả nè, là tiền lãi. Tiền trả hàng tháng là gốc phải trả. Số tiền phải trả thì bằng hai đứa này cộng lại. Đúng không? Số tiền còn lại là số tiền vay. Sau khi mình trả tháng này rồi thì còn bao nhiêu là số tiền vay. Rồi. Hên xui nha. Cho nên là chưa biết chắc là đúng hay không. Cứ chạy đi đã. Sai thì sửa. Mình phải với quan điểm như vậy. Thì mình code nó mới dễ. Này, mình chạy thử đi rồi bắt đầu mình giải thích tiếp. Chức năng của chúng ta y hả? Thiếu chấm phẩy. Ok. Đây cũng thiếu luôn.
đây luôn. Đâu nữa không? Rồi, hết lỗi. Chức năng 6, tính lãi suất ngân hàng. Số tiền phải trả, sao nó trả một phát hết luôn rồi. Số tiền vay, tiền trả hàng tháng nè, mình đi bớt vô đây coi, đi bớt coi thử ha. 16 rồi, ok. Đây các bạn mới thấy lợi hại của đi bớt. Khi các bạn code mà không đúng, tức là không có lỗi nhưng mà chạy không đúng, chúng ta sẽ vô chúng ta kiểm tra là tiền vay nè, 12 triệu nè, net tiền trả hàng tháng của chúng ta 1 triệu, đúng chưa? Rồi net tổng số tiền vay 12 triệu lớn hơn không, đúng. Số tiền vay 12 triệu nhỏ hơn, có gì đó sai sai. Này nhiêu ạ? À? 1 triệu mà. Số tiền vay, mười hai triệu mà. Ấy giời, biết gì không? Hay quá, thầy thiếu chấm phẩy. Thầy bị liệu theo các bạn luôn. Sao thiếu được, đúng không? Sao thiếu do đó, sao thiếu được. Bởi vậy rồi, chức năng số 6, chức năng số 6 mình xem thì nó có giống đề không, giống không? Sáu năm mươi, 500, 450, 40, 350, 50, 150, hên quá ta, hên ha. Ok, này quá hên, đúng chưa? Rồi ok, mình thử lại với trường hợp là 11,5 triệu. Chỗ này không phải là 12 mà 11,5 triệu, coi thử nó tính làm sao. Chức năng 6, đây vấn đề là đang nằm chỗ này, mình xử lý chưa xong cái phần này. Mười một triệu rưỡi, chỗ này mình xử lý chưa xong, mình muốn xong mình phải ít tiếp đấy. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thử nè. Vấn đề chỗ này không phải đơn giản ha. Vậy thì để thử được, các bạn sẽ debug là tốt nhất, không còn cách nào khác. Để mình mới nắm được vấn đề của nó là code nó đang chạy đi đâu, về đâu. Debug nhé. Bấm vô đây, chọn chức năng 6. Mình sẽ
số tiền vay. Mấy cái sáng đầu thì chắc là không có gì phải suy nghĩ rồi. Số tiền trả hàng tháng của mình. Số tiền trả hàng tháng của mình. Đây là 9 năm nè. Số tiền trả hàng tháng là 958.333. Netline. Số tiền vay nhỏ hơn số tiền trả hàng tháng. Không đúng. Tiền lãi. Tổng số tiền vay nhân cho lãi suất. Tiền lãi của chúng ta ở đây. Tiền lãi. Tiền lãi. Rồi, mình đã có được tiền lãi rồi. Như vậy tổng số tiền vay của mình, tổng số tiền vay của mình sẽ bằng tiền vay trừ cho tiền phải trả hàng tháng. Vay của mình là 11.500.000. Tiền lãi hàng tháng ở đây 11.500.000. Vậy tiền lãi hàng tháng của mình sẽ bằng bạn này trừ bạn này. Còn 10.541.667. Net. Đây, đúng rồi. 10.541.667. Như vậy thì tại thời điểm này là đúng. Mình sẽ net tiếp đi ha. Tháng tiếp theo, mình sẽ kiểm tra cái kỳ hạn này đi. Khi nào mà kỳ hạn nó gần đến rồi bắt đầu mình mới dừng lại cho nó nhanh. Kỳ hạn của mình bây giờ đang là kỳ 7. Rồi, số tiền vay. $4 triệu vẫn còn lớn. Net. Kỳ 8, kỳ 9, kỳ 10. Kỳ 10. Số tiền vay 1.900.000. Rồi bây giờ mới bắt đầu mình quan tâm nè. Net. Kỳ hạn. Kỳ hạn thứ 11. Số tiền vay bây giờ còn 958.000. Mà số tiền mình phải trả hàng tháng hồi nãy là mình tính nhiêu? 958.300. Số tiền còn lại 958.300, tức là dư 4 đồng. Dư 4 đồng. Ok, net. Số tiền vay phải trả một lần nữa, đúng rồi. Rồi, số tiền vay còn 4 đồng. 4 đồng. Net line, số tiền vay lớn hơn 0. Số tiền vay nhỏ hơn tiền trả hàng tháng. Đúng. Tiền trả hàng tháng 4 đồng. Tiền lãi. Số tiền vay 4 đồng. Tiền trả hàng tháng 4 đồng. Tiền vay bằng 0. Thoát. Số tiền vay bằng 0. Đúng rồi. Tiền phải trả chỗ này nhỏ quá, không tính lãi, còn có 4 đồng mà. Thì tiền trả tháng này là 4 đồng.
tổng số tiền phải trả là 4 đồng. Và chỗ này là kết thúc, đúng rồi đó các bạn. Đúng rồi đó. Thì ra còn 4 đồng. Muốn thấy muốn muốn số nào cũng được hết. Nhưng mà quan trọng bạn phải kiểm tra được. Bạn muốn thay đổi số này bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu? Muốn tính số bao nhiêu? Thôi kệ nó đi ha. Chỗ này chúng ta đừng bận tâm nhiều quá, làm bài tiếp theo đi. Như vậy là ổn rồi. Còn bạn nào muốn chi tiết hơn thì các bạn sẽ làm một cái file Excel để các bạn kiểm tra chính xác hay không chính xác. Rồi như vậy là ổn rồi đó. Bởi vì con số này nè, bạn phải quản trị được nó. Chứ không là nó lằng nhằng biến này biến kia, nó rất là khó nhớ. Chứ bài này thì không khó. Nhưng mà nó nhiều biến. Lãi là gì, kỳ hạn là gì, lãi suất là gì, rồi tại sao chỗ này, tại sao chỗ nọ, mấu chốt là chỗ này các bạn. Nếu tiền vay mà nhỏ hơn tiền trả hàng tháng thì tiền trả hàng tháng bằng đúng số tiền vay. Giống như hồi nãy 4 đồng. Thì còn có 4 đồng thì trả 4 đồng thôi. Chứ trả nguyên 900 mấy chục ngàn sao được. Rồi đó là bài chức năng 6. Tính tiền lãi ngân hàng.